Hay các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Đinh Lăng Food and Horror trong chương trình kể chuyện ma của tân ngày hôm nay nha. Hôm nay là một ngày chủ nhật cuối tuần, à, tuy là mưa gió nhưng mà rất thích hợp để nghe chuyện ma và bắt đầu hiu hiu ngủ. Thì à, câu chuyện hôm nay Tân nghĩ là một câu chuyện ý nghĩa. Cái ý nghĩa đầu tiên của nó là các bạn sẽ nhìn thấy sự sân si của một người kể chuyện tâm linh à, là Tân nó có lợi ích gì và sân si theo kiểu nào để mà mình có lợi về cho mình ha thì gần đây khi tân kể những câu chuyện tâm linh à, tương đối có những câu chuyện khó hiểu à, phi lý và phức tạp tại vì mình muốn nâng cái khả năng kể chuyện là mình nhớ nhiều nhân vật và nhớ nhiều chi tiết để mình rèn luyện cho những câu chuyện ma sắp tới mình kể nó có độ phức tạp cao và nó là những dòng ma quỷ không phải mình đã biết à, nó khác đạo với lại đạo phật và đạo giáo đâm ra là mình phải nhớ được tên của nó thì mình tự nâng cấp thì khi mình làm như vậy thì có nhiều bạn fan rất là dễ thương thì họ không có hiểu kịp mặc dù có rất nhiều người hiểu nhưng cũng có những người người ta hiểu không kịp thì Tân sử dụng hình ảnh à, để cho so sánh cho người ta hiểu thì Tân so sánh cái chuyện mình gặp ma mình biết về ma giống như là mình biết về một con hổ và mình gặp được hổ trong cái thế giới tự nhiên thì mình sẽ mất mạng thì trong đầu của Tân nó chỉ nhớ con hổ Đông Dương là vì sao Thứ nhất con hổ Đông Dương Việt Nam mình nó đang trong cái đà tuyệt chủng, Đâm ra mình cảm thấy mình buồn khi một cái cá thể Và đặc trưng của Việt Nam mình mà nó sắp bị như vậy là mình cứ nhớ hoài trong đầu. Và mình so sánh với một cái con hổ khác đó là hổ Nepal. Thì đây mới là vấn đề. Một cái ông đó, ông vô, ông xưng si với mình. Ông mới nói rằng là hổ Bengal chứ không phải là hổ Nepal. Ok, lời góp ý đó Tân xin nhận Tại vì nhiều khi mình mình nói mà người ta nghĩ rằng là mình không biết. Mình chỉ muốn giới thiệu và so sánh. Những cái câu sau là cái câu mà nó nói lên cái con người của người đó là một người ích kỷ, <laughs> một người rất xấu tánh, lợi dụng cái người ta sai để mà chi chiết. Ông mới nói câu lại vậy, lần sau hãy kiểm tra kiến thức thật kỹ rồi hãy phát biểu thì hôm nay mình dành câu chuyện này gửi đến cái người mà kiến thức thật kỹ đó ha để phát biểu và tôi sẽ cho bạn biết sự sưng si của tôi và bạn nó khác nhau ở chỗ nào ở cuối video này câu chuyện này là một câu chuyện à, nó liên quan đến một thể loại người mà họ tự cao tự đại trong cuộc sống họ không lắng nghe không thấu hiểu không kiểm chứng họ chỉ dành sự đố kỵ cho mọi thứ và khi họ ở những vị trí cao thì họ gây hại rất là lớn thì câu chuyện nó bắt đầu từ một gia đình nhà rất là khá giả nhà giàu một tỷ phú người ứng ông khởi nghiệp ở mỹ và ông có một cái tập đoàn gia đình nhưng mà ông bị một cái cú sốc rất là lớn là ông mất đi cái người vợ đầu của mình là người đầu tiên, người vợ đầu tiên đã đi cùng ông trong suốt một chặng đường mà khởi nghiệp cho đến khi thành công. thì khi mà người vợ đầu mất á, ông mới cảm thấy rằng là danh vọng địa vị tiền tài nó không còn ý nghĩa nữa. khi mà giống như một con chim mất đi một cái cánh vậy và những ký ức về người vợ đầu đó làm cho ông quá đau khổ khi mà người đó mất đi và ông không chấp nhận được. À, Ông quyết định là ông giao lại hết toàn bộ của cải gia tài đó cho những người bà con, những người mà trong gia đình có khả năng nắm cái cơ đồ đó. Ông chỉ xin một phần nhỏ và ông rút ra khỏi cái thế giới của người giàu có. Và ông đi tìm cái cuộc sống an nhiên bên cạnh những đứa con mà ông thương. Thì tất nhiên ai muốn làm ăn thì cứ làm ăn nhưng mà có những người muốn đi theo ổng thì cứ theo. Ông vẫn giữ như là người thân trong gia đình và một thời gian như vậy bạn, ổng sống an nhiên vậy thì ổng mới quen được người vợ thứ hai, à và ổng quyết định cùng người này sống phần đời còn lại trong yên bình. nhưng không ngờ ở giây phút đó lại không yên bình. ổng tới Malay đầu tư một cái vùng đất và cái vùng đất đó là một cái khu người hoa cũ đã có giá trị lịch sử à, ít nhất phải là trên 60 năm nhưng mà nơi này nó bị bỏ hoang từ lâu lắm rồi là do chính phủ người ta cải thiện đường xá bằng ta xây những khu mới thì nơi đây nó bất tiện đâm ra người ta không đầu tư nữa nhưng mà thật chất những cái dùng như vậy thường là dùng có ma bởi vì người hoa người ta rất là thông minh trong cái việc mà người ta tìm cái nơi mà sinh sống an cư lạc nghiệp người ta không có dễ dàng người ta bỏ đi khỏi cái vùng đất mà nó đã gây ra sự hưng thịnh cho dòng tộc người ta thậm chí người ta sẽ xây đình xây những cái nhà thờ tổ lớn để người ta tưởng nhớ đến những cái người đã có công tạo ra cái cuộc sống đó thì khi người ta bỏ hoang như vậy đó nó phải có vấn đề thì ông này ông tới ông đầu tư và khi ông vào ông đầu tư á thì nhiều người đã cảnh báo là dùng này hình như là có ma hình như thôi chứ người ta cũng không khẳng định là có hay không bị gì nó lâu quá rồi nó qua 60 năm rồi tôi nói thiệt bạn 60 năm nó dài lắm Chắc qua cũng phải mấy đời người chứ không phải giỡn đâu bạn Thiệt ra Sài Gòn mình đến giờ chắc cũng hơn 40 năm thôi chứ nhiêu Đã có nhiều thứ đổi thay rồi Còn đây 60 năm hơn Thì ông mới nói rằng là Nếu gặp ma thì mình phải tin tưởng các vị thần Và mình làm đền mình thờ cúng Thật ra ông chỉ cần một cái khu đó để ông xây nông trại thôi Và ông sinh sống với cái nghề là trồng cỏ lấy dầu cọ chứ ông cũng không có muốn là à, khuếch chương hay là xây dựng cái gì lớn lao để sống chung với những người mà đã đồng hành cùng ổng từ xưa đến giờ ha, Ông dẫn qua bên đó tầm, tầm khoảng là hai mươi mấy người Luôn cả người làm ngày xưa rồi những người thân thiết với ổng Thì ổng quyết định đầu tư dùng này Khi vô đầu tư dùng này á, Thì ổng cho người cải tạo lại Để xây nông trại Suốt quá trình một năm hơn xây dựng thì số lượng người mất quá nhiều và tất cả là đều tự dẫn ở đây hết bên cạnh đó là người ta thấy những cái dông hồn những người không lành lặn hầu như là toàn là những người chết cháy thôi và họ cứ lẫn dẫn ở dùng đó và ban đầu là họ đi vào những cái láng trại của công nhân ở đây họ xin thức ăn họ hỏi con đường để mà đi ra khỏi vùng này thì thật ra những thực thể tâm linh bạn biết họ lẩn quẩn nơi họ mất nếu như không có người cúng hay là không có người hướng để họ đi đầu thai họ sẽ lẩn quẩn hoài dẫu cho nơi đó thành rừng hay thành gì họ cứ lẩn quẩn lẩn quẩn khi họ gặp một cái người xuất hiện ở đó họ không có giỏi lấy mạng mình mà họ sẽ làm quen với mình họ sẽ xuất hiện trước mặt mình họ sẽ hỏi mình những thứ dụ đường nào đi ra có cơm để ăn hay không? Đó là những thứ lâu rồi Những cái dông hồn mà lâu năm người ta không được cúng Đối với người Việt Cũng như người Hoa Người ta sẽ làm những cái buổi cúng rất là lớn Giống như là mình cúng cô hồn Mình đốt giấy tiền vàng mã Và làm những con thuyền bát nhã Để đưa người ta về thế giới bên kia Nhưng mà có lẽ những dông mất ở đây nhiều quá Đâm ra người ta làm được Người ta bỏ dùng đó ta đi luôn Thì số lượng người mất nhiều quá Người ta cảnh báo ổng rất nhiều lần rồi ổng vẫn đưa gia đình ổng hai mươi mấy người vào trong đó khi mà được hoàn thiện. Thì khi mà vô trong đó bạn biết họ đối diện cái tâm linh ngay lập tức. Những trẻ em á, đêm nào cũng nhìn thấy người chết cháy đi qua đi lại hết. Và cái hồ bơi được xây kế bên nhà thì cái đèn nó dạ xuống á, đêm nào cũng thấy giống như là một cái dòng sông máu. Vậy. Những biểu hiện ma quỷ quá nhiều và nó lẫn dẫn ở ngoài những cái rừng cọ của ổng các bạn biết là đối với người ứng họ tin vào thần thánh của họ tin vào đạo của họ họ ít khi họ mời những người pháp sư nếu như họ không khẳng định rõ thậm chí họ sẽ đối diện với là thực thể tâm linh đó theo một cái cách mà của họ của đạo họ à thì thời điểm đó cái đền cúng mà ông để ở ngay đầu cái đường vô đó nó bị bể và nó chảy máu ra, đó là biểu hiện của ma quỷ không cho phép thần thánh ngự trị ở đây. và những dòng ma quỷ đó là những dòng ma quỷ nặng. thì lúc này à, những người thân trong gia đình đã có những người mất cái tinh thần do họ sống trong vùng tâm linh và có những người làm thắt cổ ở trong cái nhà bếp hoặc là nơi họ ở đó, thì ổng mới đi tìm hiểu đến thầy cúng và những thầy ta gọi là thầy phù thủy đã từng phân biệt với là thầy pháp ha thầy phù thủy để họ về đây để mà họ giúp chứng nghiệm thì thời điểm đó có hai lựa chọn một là lựa chọn thầy pháp người hoa hai là lựa chọn thầy pháp người ấn gọi là thầy phù thủy đó thì người hoa người ta sẽ về đây ta coi cái vùng đất này còn là dùng đức à, thuộc dương hay không có nghĩa là có xây dựng rồi sinh sống được hay không còn nếu dùng đất này thuộc của người âm hoặc thuộc âm người ta sẽ đề nghị làm nơi mộ tử hoặc là cái dùng đó không ở được người ta nói cho mình biết để mình đi à, thì ông người ứng ông chọn phù thủy người ứng thì cái ông phù thủy người ứng này là một cái người thầy pháp khá cao tay rất cao tay luôn rất là giỏi rất tự tin và đồng thời cực kỳ ngạo mạn bởi vì ông là một trong những thầy pháp thừa hưởng những bóng vật gia truyền từ các thầy truyền lại trong đó có những linh hồn quỷ dữ chứ không phải thần thánh những linh hồn quỷ dữ và rất dữ thì ông về đây thì ông mới nhìn ông mới thấy một chuyện rằng là những người ở đây là những người đã chết mà họ bị chết thiêu nhưng thiêu không toàn dạng. thì tân nói sơ cho các bạn dễ hiểu tại sao chết thiêu mà thiêu không toàn dạng. cái dùng này à những năm về trước khi mà người hoa sinh sống thì có cả người ứng sinh sống nhưng nó là nơi để làm cái lò thiêu của những người nghèo. Của những năm 1920 đến 1930, họ là cái lò thiêu của những người nghèo. Thì những người ở đây người ta không đủ tiền để người ta thiêu sát người thân. Hoặc là có những người làm cái nghề thiêu ở đây nhưng họ thiêu những người không có người thân. Những người chết bờ, chết bụi. À, những người đủ tứ xứ khắp nơi về đây để thiêu thì cái lượng người mất nhiều quá mà họ không xử lý thi thể được mà thì cốt lẫn lộn tùm lum hết mà để có được cái 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 việc mà thiêu cho nó toàn diện thành cho cốt đó, thì người ta phải lóc từng cái miếng thịt của người mất ra người ta chặt xương chặt đồ như chặt heo vậy đó để nó chia nhỏ ra thì người ta mới thiêu nó toàn diện được thì bạn biết mà một ngày bạn xả đầu xả tay xả chân ví dụ như có cái vụ nào ở việt nam mà mình phanh thay bỏ thùng xốp là người ta đã rừng rừng rồi còn đây là một chuyện hợp pháp một cái lò thiêu mà nó hợp pháp nhưng mà thời điểm nó không phải là như bây giờ có công nghệ bấm một cái là nó xả là còn cốt không ha đến bây giờ ấn độ bạn thấy người ta còn đập sọ mà để cho nát xương cốt ta mới thiêu được người ta còn thả sát trên sông hằng mà thì thời đó, đây là lò thiêu thì cái cách để thiêu cho người nghèo nó không đủ tiền đó là người ta lóc thịt từng bộ phận người ta thiêu riêng cho nên lẫn lộn tùm lum hài cốt lẫn lộn tùm lum hết và có những người không gia đình thì trở thành một vùng u ám hài cốt không có chỗ để người ta để thờ phụng cũng không có chỗ để mà người ta chôn người ta rải lung tung hết thi thể người lẫn lộn cho nên là những người tới đây Người ta nhìn thấy ma quỷ lẫn lộn với nhau hết. Nam không ra nam, nữ không ra nữ, con nít không ra con nít. Không ra ai ra ai hết. À, thì đó là một dùng như vậy. Thì cái người thầy cúng á, mới đề nghị, cái ông phù thủy mà ngạo mạn ông mới đề nghị là ông thỉnh một loài quỷ thành tinh, là thú thành tinh. Lấy quỷ, diệt quỷ. Thì đây là một cái linh hồn là thú là một loài cọp là con cọp có tên là Chanabat con cọp này là con cọp thuộc giống Bengal mà cái bạn lúc ban đầu muốn từng nói đó nhưng rất tiếc nó sống ở Nepal ha, con hợp con cọp này nó sống ở Nepal vậy là Nepal nó có cọp tôi nói không có sai nhưng con cọp này đặc biệt hơn những con cọp khác nó bị tiêu diệt vào năm 1907 và nó là một con cọp cái khi nó mất nó 12 tuổi và trong cái quá trình trưởng thành của nó nó đã giết hơn 1.000 người cái số người tổng kết được là những người mà người ta nhìn thấy được nội tạng thấy được xác thì là tổng cộng là 436 người nhưng cái số lượng những người dân làng ở Ấn Độ và ở Nepal người ta báo lại số lượng người mất thì lên tới cả ngàn người. Khi mà con hổ này nó chết, người ta lập đền thờ nó như một vị thần. Thì những người pháp sư cổ Ấn Độ thời điểm đó, người ta đã giam linh hồn và lấy cốt cũng như da con này về. Để mà người ta làm một cái phù. Giống như người ta gặp những cái dùng đất ma quỷ như dùng đất mà ông tỷ phú Ấn Độ này gặp á người ta sẽ thỉnh nó ra để sử dụng linh hồn nó ăn những linh hồn khác và từ đó triệt tiêu thì bạn biết cái mà người ta bắt con hổ nó lại được hổ tinh nó lại được là người ta giữ được da và cốt của nó qua nhiều thế hệ thầy pháp thì nó quý cái đó nó sẽ dòng lại nó quý cái thể xác đó nó sẽ dòng lại và người ta sẽ giam nó lại trong phù chú của người ta thì khi người ta thả ra nó sẽ ăn những linh hồn dùng đó rồi người ta sẽ thu phục nó lại Thì dùng nó sẽ trở thành sạch sẽ Không còn ma quỷ nữa Nhưng mà rất tiếc à, Cái người thầy Pháp này cao ngạo quá Khi thả ra Đã không lượng trước được sự việc Đúng là con hổ đó nó có ăn Nhưng nó không ăn những linh hồn Mà nó ăn gia đình của người thầy Phú này Toàn bộ gia đình tỷ phú chết hết. Và khi ổng vô, ổng thuần phục, ổng bắt nó lại để ổng trốn thì con hổ này nó đứng về phía những linh hồn ở đây luôn để mà nó ăn ổng cho nên từ đó dùng này ngoài người ta nhìn thấy ma quỷ ra thì ban đêm người ta còn nghe tiếng hổ gầm đó là linh hồn của con hổ giết người nhiều nhất à, người gọi là chanavap và nó thành hổ tinh của dùng này là do vị thầy pháp nó thả ra tuy câu chuyện là một lời đồn truyền thiết trong giới thầy pháp người ứng nhưng nơi đây đúng thật là có ma quỷ và tân mượn cái câu chuyện à, này để tân kể về loài hổ Nepal là có thật mặc dù nó là giống hổ Bengal nhưng mà mình lấy cái dùng đó mình nói và mình chỉ nhớ trong đầu cái con hổ giết nhiều người nhất thôi và được các thầy pháp thu phục thành hổ tinh đây là một trong những câu chuyện mà dùng quỷ chứng quỷ của người ấn họ không giống như người hoa và nó tạo ra một cái chuyện gọi là tai họa thầy pháp dông mạng mà cả gia đình cái người tỷ phú này cũng dông mạng mà dùng này bây giờ trở nên hoang vắng ai bước vô là gặp ma quỷ và ban đêm sẽ nghe tiếng hổ gầm mặc dù không thấy hổ vì đó là linh hồn của con hổ thần tinh nó thả ra và những gì tưng kể là nó có thật một trăm và cái con hổ chanawat này nó được giết bởi một ông đại tá và ông bắn nó mất là ông nhờ huy động hết lực lượng quân đội cũng như là người dân để mà dây bắt nó coi như là hy sinh một một đó. mà ông bắn chết nó các bạn biết tại sao con hổ cái này nó trở thành một con hổ ăn thịt người không là trong cái quá trình nó săn bắt nó ăn thịt người à, rất là phi lý luôn nhưng mà lại có thật nó bị một người thợ săn khác bắn một viên đạn mà viên đạn nó làm gãy hai cái răng nanh của nó <laughs> Đâm ra nó không thể ăn những cá thể khác Nó chỉ có thể chọn con người là vì con người yếu nhất Và từ đó con người trở thành thức ăn chính Có rất nhiều điều nghe qua là vô lý Nhưng nó có thật Mình cứ tưởng nghe qua như trong chuyện Tom and Jerry đó. Bắn một viên đạn mà rớt hai cái răng nanh Xong từ đó nó hận đi ăn thịt người Nghe rất là xàm nhưng lại có thật nó mất vào năm 1907 và nó mất ở bên phía Ấn Độ. Tại vì nó chạy từ Nepal qua Ấn Độ. À, nó săn mồi từ cái vùng đó thì qua nó mất. Và nó là một trong những nhân vật trong cái cuốn sách là những kẻ ăn thịt người được xuất bản năm 1944. Dông hồn nó thành thần đối với một số người và thành tinh đối với một số thầy cúng. Và người ta thường cho rằng mình là người sở hữu linh hồn của con hổ này để mà đem ra thuần phục một dùng ma quỷ lớn. Nhưng rất nhiều người à, người ta gặp nạn khi mà thả cái dòng hồn con này ra. Thì tân mượn cái lời nhắn của bạn đó với tân tân kể câu chuyện này cho các bạn và cũng cho cái người đó. Xưng si ngạo mạn là cái mà người ta không thể nào mà người ta tránh khỏi. Bản thân tân cũng đang khắc phục điều đó. Nhưng cái sự khác biệt giữa Tân và người đó Khi Tân sân si thì Tân có một câu chuyện Câu chuyện nó khiến cho nhiều người à, nghe, đã tai và người ta thương mình Người ta hiểu mình, người ta biết được cái khó của người kể chuyện Và chung quy lại cuối tháng à, câu chuyện này sẽ mang lại lợi nhuận cho người kể Bị Youtube nó trả tiền Còn sự sân si của bạn đó Nó chỉ là làm cho người ta cảm thấy rằng là bạn là một người quá bình thường là một cái người mà quá vội và là một người ích kỷ. Bạn à, không có được gì hơn nữa. Cho nên khi mà mình sân si với một cái kênh nào đó hay một cái người nào đó, mình hãy xem lại giữa mình và họ có khác biệt gì hay không. Họ sân si, họ sẽ có tiền. Mình sân si mình không có gì. Ngoài cái chuyện mình bị loại ra khỏi cuộc chơi, ra khỏi thế giới của người kể chuyện đó. Sẵn câu chuyện ngày hôm nay tôi cũng nói thật sự một điều rằng là có người tin ma quỷ người không tin mình nói hoài nhưng chuyện ma bắt buộc phải có những tình tiết vi diệu cũng giống như bạn coi những bộ phim trên toàn thế giới Annabelle hay là phim quỷ ăn tạng hay là phim tình người duyên ma a b c các thể loại phim thì bắt buộc bạn phải thấy có những tình tiết vi diệu và để thực hiện được cái chuyện vi diệu đó các đạo diễn các nhà sản xuất các nhà làm phim người ta phải bỏ số tiền nhiều khi lên tới hàng chục tỷ để người ta làm những cảnh phim về kỹ xảo, ta gọi là VFX, 3D và âm thanh, ánh sáng, máy quay tất cả. Và những người diễn viên khi người ta diễn dây ma, dây quỷ, ta làm phim đó người ta phải tin trên đời này có ma quỷ. Và thậm chí là người ta phải trao dồi cái kinh nghiệm trải nghiệm của người ta về tâm linh để người ta diễn những giai thầy pháp cho nó đúng và bạn thấy đó là những người đi vào lòng các bạn là chú lâm chánh anh đến giờ không ai thay thế được chú lâm chánh anh tại vì chú là một người thầy pháp đạo giáo đã đi vào lòng người rồi à thì tại sao những con người thông minh như vậy những đại gia những nhà làm phim lớn như vậy họ phải bỏ ra hàng chục tỷ hàng trăm tỷ để làm một cái phim mà những cái bạn mà không tin tâm linh cứ cho rằng đó là xạo xạo nhưng mà người ta có doanh thu xạo nhưng mà người ta giàu xạo nhưng mà người ta thành công còn bạn thật bạn không xạo nhưng mà bạn dốt bạn không biết người ta làm cái gì bạn chỉ đố kỵ với sự thành công của người ta mà bạn muốn chứng minh mình muốn chứng minh thì phải trao dồi phải làm việc phải học hỏi phải đặt câu hỏi cho chính mình là tại sao người ta lại bỏ hàng chục tỷ để làm phim Batman, làm phim siêu anh hùng, họ đâu có thật ngoài đời đâu. Họ đâu có thật ngoài đời làm gì Batman có ngoài đời. Làm gì những siêu anh hùng có ngoài đời, nhưng mà tại sao doanh thu của họ lên tới hàng trăm tỷ? Con người phải có ước mơ. Con người phải có hy vọng và con người phải có sáng tạo. Cái sáng tạo nó mới tạo ra cái giá trị để cho người ta tới với mình. Mình cứ đố kỵ mình sẽ không bao giờ có sáng tạo. Và chuyện ma phải có ma. Ma phải có năng lực siêu nhiên, chứ ma mà nó giống như mình thì nó không gì gọi là ma. Đây là một cái kênh kể chuyện ma, một kênh giải trí dành cho những người thích tâm linh. Còn những người thực tế quá, những người kiến thức mà sâu rộng quá, những người mà muốn sống mà thể hiện mình quá thì tự lập kênh, tự chứng minh bản thân mình. Nếu bạn có tài, bạn sẽ thành công. Chứ đừng bước vô cái thế giới người khác, kênh người khác mà bắt người ta phải giống mình hát bạn ha đây là một cái tập mà bạn thấy người kể chuyện sưng si nhất từ xưa đến giờ <laughs> nhưng mà sự sưng si này à, tôi nghĩ rằng là nó cho nhiều người biết được rằng là cuộc sống phải có ước mơ cuộc sống phải có sáng tạo và phải dám thực hiện điều đó chứ còn mà sống thực tế quá thì cuộc sống này nó chán lắm kể chuyện ma mà nó không có gì vi diệu hết cái gì nó cũng phải thật cái gì nó cũng phải rõ ràng thì nó không còn là ma nữa đó là chuyện của chúng ta trong đời sống con người rồi ha thì nếu những ai yêu thương mình thương mình thích mình thích nghe những câu chuyện của mình thì hiểu dùm cho tân tân sẽ cố gắng kể bạn nghe những câu chuyện thật hay về tâm linh các bạn thấy sao về câu chuyện ngày hôm nay cho Tân biết trong phần bình luận. Nếu thích nhớ like, share và subscribe để kênh youtube của Tân đến với nhiều người hơn. Bây giờ bye bye, hẹp lại các bạn vào câu chuyện lần sau. Bye bye.